Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh ẩm thực của Hương Quê. Thì hôm nay là mùng 3 Tết, thì anh em mình có làm một món là nấu cắn luộc xả nè. Các bạn ơi, nghèo quá mà hết chỉ có con ốc này các bạn. Mà con ốc rồi nha. Ốc thì phải ốc giảng nha. Còn ốc mà không phải ốc xe à? Không, chung xe. Đây các bạn. À. À. Đây là cái trắng con mắm con xả mình nha. Nó xả là từ cái máy xả này là trao xả thôi. À. Rồi. Giờ à. Các bạn dùng anh đi rượu nha. Ừ. Anh này nguyên con các bạn, ăn mặn luôn nè. À. Đúng rồi các bạn. Cái cung đó. Cái thao đổ các bạn lấy hồi nó mới mất lộn mà. Chết luôn. Nói ghê sao quá. Mình biết là phải rượu cho người ta uống đó nè. Trời ơi. Nên nó làm biết như lắm rồi. Nói sao quá trên luôn chứ tao gái còn lỏng mà thôi mời bạn còn khi làm này là mắm mẻ đúng rồi nhưng mà các bạn thử là chào rồi hồi nãy mình đi mà mình quên à, hôm đó nay giao thừa anh em mình cũng ít ra clip đó mà mà nó không cảm tại vì dịp Tết này mình không có thời gian rảnh thì qua Tết thì anh em mình cũng thay mặt kênh Hương Quê gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các bạn và gia đình chúc tất cả các bạn yêu thích kênh Hương Quê vừa qua và được dồi dào sức khỏe và gia đình cũng giống như là hạnh phúc và làm ăn phát tài nếu như sau này các bạn ủng hộ kênh của Hương Quê thì nhớ để lại cho Hương Quê một like nha các bạn. Đây rồi, mời các bạn vào dùng món với anh em mình nha. Từ Tết ở miền quê cũng có vậy không các bạn? Cũng vui vẻ này, tại vì anh em cũng nhiều cái cách đồ này kia cũng không có thời gian rảnh. Thì giờ mình nói chung là nếu mà có lỗi đời trong đoạn video nào thì mong bạn thông cảm. Ý trời má ơi, mình chụp cái bộ phim, mình quay bộ phim coi tao chứ dạ. Trời ơi. Thì người ta quay lấy nét mà. Ôi, không quay cái gì, quay bộ phim khô. Trời, trời ơi. Không bị xương khô các bạn. Trời ơi. Các bạn thấy được ướt miếng cũng đỡ nữa, mà khô queo à. Và thấy ngọc, ngọc trắng không? Bự, bự bằng ngón chân cái luôn. Cái hành nó chê các bạn ăn ốc nước không các bạn? Ngọt. Ốc vẫn mổ cài Bến Tre nó mang ăn thì chinh không à. Trời ơi. Ốc. Ê bậy con đó con sò không phải ăn ốc anh nghĩ. Nó ngon. Chào nó béo đã lắm mà. Ốc mình luộc thì vừa. Nó vừa mở. Ốc. Không, đúng. Đánh lo đánh nước rút không. Không có nước lui cái bà nội cũng hú à. À. Không biết là chết là chắc là chết luôn á. Chắc chết thiệt à, thì thông qua cái clip này thì cho mình gửi lời cảm ơn đến một bạn có nickname là Út Duyên Vlog. Thì cảm ơn bạn từ trước tới giờ đã ủng hộ mình cũng giống như có tâm sự và chia sẻ những cái nỗi buồn và những chuyện vui với mình. Thì cảm ơn bạn đã tương tác với mình và cùng mình phát triển cái kênh YouTube đến ngày hôm nay. Cảm ơn bạn. Duyên ơi, có dịp nào thì qua Bến Tre đi. Ừ, thì, qua đây anh em mình... anh em mình với Duyên mình hợp tác làm một clip cho Duyên. Rồi, nếu có gì thì bạn để lại cái lời bình luận phía dưới nha bạn. Thì mình anh em mình sẽ cố gắng trả lời với bạn. Rồi, thấy hôm nay đã. Mùng 3 không? Không, bạn thấy mùng 3 anh em mình rảnh không? Tết mà ngồi ăn nhậu không làm gì. Nè, Duyên thấy không? Anh em mình nè, một chén chao nè, chao xả nè. Ở đây mình có gỗ luôn nè. Một rổ ốc bự luôn đó nè, ốc bự mới chịu, nhỏ mới chịu nha. Thì mời bạn vào dùng với mình. Cảm ơn bạn đã tương tác với mình. Uống gì mà giờ có Duyên ngồi đây chơi với mình. Đúng rồi. Vui lắm. Không vui. Trời, mà cũng vui. Lý do không vui là sao? Không vui là chồng đánh mình chết, mà vui là chồng nó đánh là mình vui. Không, à, chỉ bình thường, chỉ là bạn bè ngồi chơi chung rồi. Thì bạn bè đồng nghiệp mà. Đúng thế.
Rồi xin phép mời bạn Út Duyên Vlog vào dùng với anh em mình đi rượu nha bạn. Rồi. Để lựa cho Út Út Duyên con ốc bùi chán kìa. Để lựa hết để thằng cam mình nó lựa con bự. Hết rồi. Cam mình nó lắm ăn lắm gì rồi. Nó lựa con bự ăn trước không à. Anh em mình cũng có cái nhà chòi giống bạn mà không có quay. Nhà chòi này kỳ lắm. Nè. Rồi rồi. Đây cái vỏ quỳ chà bá nha. Cái ruột quỳ chà bạc luôn nè. Hết rồi. Đó. Bây giờ mình chấm miếng chào cả vào ha. Mời Duyên nha. Anh phải chấm cho nó dính nè, em thấy nó không có dính đâu. Alo. Ờ, dính rồi đó. Cái này vui dữ luôn á Duyên. Vui thiệt luôn á Duyên ơi. Nó dính thiệt mà. Mình nói là thằng cam nó láo ăn. Bây giờ Duyên tin chưa? Nó láo ăn thiệt. Nè, cái ly rượu nó hết rồi nè. Thì Duyên tin nó láo uống luôn không? Đó. Mình cho ăn cho uống nè. Bây giờ nó ăn rồi. Bạn thấy không? Nó dính liền mà. Bây giờ mình mà Duyên uống rượu chai với mình đi ha. Để mồi cam ăn hết rồi. Ôi đù. Mới ăn con miếng mà nó ăn hết. Ồ, vậy nó mới có một cái clip để mình xây dựng. Nè, con này nó bự chán chà bá luôn nè. Con này nhỏ xíu. Các bạn. Anh em mình vui vẻ nha. Mà bạn chơi với anh em mình. Thì nếu có dịp thì bạn về quê anh em mình thì anh em mình sẽ đãi bạn. Món bảo đảm là này là phải nói là đặc sản của Bến Tre luôn. Dừa cô co. Mới biết làm gì không? Mình nhớ tép to mà 6 cốc dừa. Ở trời ơi. Tép to giờ hơi cợt ra. 6 nước cốc dừa mà không có lá cách mình chắc. Ừ. Tép to giờ muốn kiếm hơi cợt ra. Mắc dịch vợt mày, cái quán mà không ăn mà để cái vợt, để cái con ốc dừa chán gì vậy? Ở trời ơi. Cái này bị lần hai bạn. Cái này. Đó, các bạn thấy không? Nó láo ăn, thậm chí cái vỏ nó để vào chén được nữa. Cái này nó bỏ cái vỏ nó còn tiếc á các bạn. Facebook có một câu về không biết các bạn có nghe không, cái này là gọi là sa mạc lời. Là nó khô hết lời nói luôn á. Bó tay này kêu bằng bó toàn thân chứ không bó tay. Mà chính là các bạn thấy thì, quê anh em mình cũng có gì thì vui nấy thì các bạn xem clip nhớ like cho anh em mình nha các bạn. Các bạn ơi, cái này mình chơi hơi bị dơ chút xíu nha, mình không có lấy muỗng nha. Cái này mới ngọt. Ngon lắm á. Cái này là ốc mình luộc mà để chút xíu muối xíu ngọt các bạn, không có cháy nước nha. Nó hơi đâm bận ở dưới là cái đó để. Mà cái này mà ai mà đem bị... nấu canh không có. Chết luôn á. Trời ơi, chết thiệt á chứ. Lá cách mình nè. Ừ. Thả vô. Tại mình thì trên của mình còn cũng còn hơi nhỏ cho nên mình chưa có đầu tư được cái gimbal bạn. Sau đúng này rồi, mình đầu tư được gimbal thì mình quay toàn cảnh luôn. Nếu bạn yêu thích kênh anh em mình nhớ để cho anh em mình một like bạn. Mà cái này... này like yếu quá. Cái này mát dữ lắm các bạn ơi. Ốc nó đắng nhưng mà cái nước nó ngọt. Uống nước xong là tối ngủ khỏi đội nón luôn. Bắn rớt mấy bài luôn không? Câu đó ông bà xưa nó hả ăn cái gì mà ăn mà nó mát quá là tối ngủ khỏi đội nón. Khỏi đội nón bắn mấy bài rớt mấy bài luôn á. Nghe sợ bắn mấy bài không dám uống nè. Được rồi. Mà các bạn dùng nhé biết nha. Mình mời các bạn uống nước nè. Ê, trong đây có e tâm nha. Ai dùng nhớ né e tâm nè. Chắc nó các bạn. Ê, trời. Cái vỏ nó còn ăn được mà không chơi tới cái ruột. Bỏ chân. Nước ngọt. Cái họng nó hơi thanh á. Nhích vô cái không? Cái họng nó hơi đắng nhẹ mà nó hơi thanh. Ngon. Còn gì bằng nữa? Đúng rồi ngon. Nhưng mà có những người không biết ruột á. Chân đóng nước vô gì không? Dở. Hồi trước mà. Cái đầu trút ra cái bỏ nước cái tên như là. Nó không bỏ nước là dở thiệt. Hồi trước bà ngoại á. Bà đi dứt hết để cái rồi lấy cái giá mà cái vợt hủ tiếu á vợt lên rồi để cái nước nó lăn xuống nâu cặp nó cách nè bông ngót nè ngọt lắm thôi được rồi cái kia cái bông dừa thả thôi được rồi đủ rồi
Còn không, bình thường ví dụ mình ăn mì tôm đi, nó mùi ngót á. Đồ đắng. Không, dạ cá mà vừa thả vô. Đó, ăn gói mì tôm. Thôi thôi, em nói được rồi, để bạn bển, bạn đang ăn cơm, mất công, ta lấy cái chén, ta để về, kỳ lắm. Đề nghị anh em mà có coi cái clip này đừng đang ăn cơm đừng có ăn nha. Mất công để chén kỳ lắm.